Xin chào các bạn, mình đến từ Ason. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho bạn một sản phẩm mới, đó là xe mô hình Hummer chạy dây cót. Thì xe này nó chạy bằng dây cót như thế này. Chúng ta kéo và chạy. Và thiết kế bên ngoài của mẫu xe này thì được làm bằng sắt. Và có thể mở cửa hai bên và mở mui trước. Phía sau nó có ba bánh xe như thế này đó. Và xe này nó có âm thanh và có đèn à. Thì muốn có âm thanh thì chúng ta chỉ cần nhấn xe xuống à. Nó sẽ có âm thanh và có đèn ngoài trước như thế này à. Chúng ta chỉ cần kéo thì có và chạy. Ngoài ra thì khi chúng ta mở cửa nó cũng có âm thanh. Đó. Thì mẫu xe này nó được thiết kế khá là giống thật ha. Đây, chúng ta mở mua trước như thế này. Đó, thì bộ sản phẩm này nó được bán trên Asan với mã sản phẩm đó là 53126. Thì các bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asan.vn để gõ từ khóa đó thì nó sẽ ra hình ảnh và sản phẩm này ha. Đó. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh. Thì bên mình sẽ có nhiều sản phẩm mới, độc đáo và thú vị sẽ gửi đến cho bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.